Chủ đề là lên chiến lược marketing online dựa vào nền tảng WooSell. Xin chào các anh chị, em là Nam Nguyễn, chuyên viên đào tạo của VidaStep. Thì cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để tham dự cái buổi tập huấn ngày hôm nay với chủ đề là lên chiến lược marketing online dựa vào nền tảng WooSell. Thì các anh chị đang sử dụng phần mềm của bên em, thì các anh chị cũng biết là tất cả các cái tính năng trên nền tảng WooSell mục đích là để hỗ trợ cho các anh chị trong quá trình vận hành và bán hàng. Và ngoài ra, một trong những yếu tố quan trọng nữa đó là có những cái tính năng liên quan đến cái hoạt động triển khai marketing, và cụ thể là marketing online. Thực ra marketing offline cũng có. Nếu trong trường hợp anh chị mà bán hàng tại quầy, mình sử dụng POS thì anh chị vẫn có thể có một số những hoạt động và mình làm những cái chương trình và marketing offline. Tuy nhiên hầu như đa số các anh chị ở đây thì mình sử dụng web, sử dụng app và làm một số những cái chương trình, ví dụ như tạo landing page được các anh chị có đi mình đi rải link trên những nền tảng xã hội khác, cũng như là mình bán hàng trên Facebook, Zalo, TikTok, Shopee, Lazada. Cho nên các anh chị cũng sẽ quan tâm đến một số rất là nhiều đến những cái tính năng liên quan tới marketing online. Thì thông qua cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì giống như là một cái phần giới thiệu khái quát tổng quát tất cả những các tính năng liên quan đến hoạt động marketing. Thì sau khi kết thúc cái bài này rồi á, thì những cái bài tiếp theo thì chuyên viên đào tạo sẽ đi vào từng cái phần nhỏ, tức là cụ thể từng cái tính năng đó mình sẽ thực hiện nó như thế nào. Hoặc là nếu trong trường hợp mà các anh chị tham dự những cái buổi đào tạo của bên em xong rồi mà các anh chị nào có những cái vướng mắc, hoặc các anh chị có thể có mong muốn đặt câu hỏi ấy, thì anh chị cũng đừng ngần ngại liên hệ với những cái bạn mà hỗ trợ về đào tạo, ví dụ như là bà chỗ bạn Dung và bạn Phúc, có nghĩa là hai anh chị đó cũng đã dành thời gian để mà liên hệ với các anh chị, có nghĩa là gửi lịch cũng như là mời các anh chị tham gia những cái buổi học. Nhưng mà những anh chị đó cũng sẽ hỗ trợ các anh chị trong trường hợp mà anh chị sẽ có những cái câu hỏi thắc mắc liên quan đến về cái tính năng đó các chị. Tại vì nhiều khi trong một cái buổi tập huấn như thế này nè, có thể là các anh chị mình tại thời điểm này mình chưa có câu hỏi, hoặc là mình chưa có thời gian thực sự thực hành, cho nên mình cũng chưa có câu hỏi gì hết. Nhưng mà sau khi tham gia rồi mà anh chị bắt đầu về mà mình thực hành, mình triển khai mà các anh chị có câu hỏi, thì các anh chị cũng đừng ngần ngại đặt câu hỏi các anh chị ha. Thì sau khi các anh chị đặt câu hỏi thì bên em sẽ cố gắng phản hồi sớm nhất cho các anh chị. Thì trước tiên đi vào bài thì em muốn đặt ra một cái câu hỏi để các anh chị thử nhìn lại xem là mình là những người bán hàng, thì những người khách hàng của mình có nghĩa là họ sẽ mong muốn có những cái trải nghiệm gì. Thì mình đi đầu tiên trước về hoạt động offline các anh chị ha. Thì nếu mà trong trường hợp mà hoạt động offline thì sẽ có những cái vấn đề liên quan, ví dụ như mình sẽ bố trí như thế nào, rồi mình bày trí cái cửa tiệm như thế nào, mục đích là để thu hút khách hàng. Các anh chị thấy ha, ví dụ trong bốn yếu tố cơ bản nhất của marketing marketing 4P đó các anh chị, thì một trong những cái yếu tố đó là chữ P, là chữ place, là nơi chốn, đúng không ạ? Thì khách hàng có những cái mong muốn trải nghiệm như thế nào, ví dụ như là thường khách hàng họ sẽ mong muốn cái shop đó, một cái cửa hàng đó có một cái vị trí tiện lợi để họ có thể đi đến. Hoặc là nhiều khi là khách hàng cái tâm lý tiêu dùng của người Việt Nam mình đó, do là hầu như rất là nhiều khách hàng họ sử dụng xe máy, cho nên là họ cảm thấy là cái vị trí nào thuận tiện để họ có thể là dừng lại để mua hàng, hoặc là có cái chỗ để xe, mà đặc biệt là chỗ để xe miễn phí, thì khách hàng họ cũng cảm thấy là đó là một cái trải nghiệm rất là tốt. Thì ngoài ra là giới trẻ bây giờ thì họ là thích 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 những cái vấn đề về không gian đẹp, tại vì họ dành nhiều thời gian cho các hoạt động selfie. Thì nếu trong trường hợp mà mình kinh doanh về những cái lĩnh vực về dịch vụ á, các anh chị sẽ thấy là khách hàng họ sẽ rất là quan tâm tới những cái việc mà trang trí, để mà khi mà họ vào đó thì cái việc sử dụng những cái sản phẩm thì là một phần thôi, nhưng mà một phần nữa là rất là quan trọng, đặc biệt đối với giới trẻ, là mình phải có những cái khung cảnh như thế nào đó để mà khách hàng họ có thể selfie, để mà họ up cái ảnh mình lên. Thật ra khi mà khách hàng họ selfie họ up trên Facebook các anh chị, thì đó cũng là một cách để mà quảng bá cái thương hiệu của mình. Thì các anh chị thấy là một số những cái brand em họ cũng có những cái hoạt động là khi mà khách hàng họ đi vào á, mà nếu mà trường hợp mà khách hàng đồng ý chụp hình đưa các brand em của họ post Facebook, thì họ sẽ có một số những ưu đãi nhất định.
cho với khách hàng, thì đó cũng là một cách để mà họ lan tỏa cái brand name trên mạng xã hội. Thì ngoài ra khi mà đã đến nơi một cái cửa hàng offline rồi, thì cái việc mà phục vụ tận tình chu đáo của nhân viên cũng sẽ là những cái mà khách hàng đặc biệt họ sẽ mong muốn, tại vì họ lúc nào họ cũng muốn là gặp được những cái người nhân viên mà phục vụ cho họ chu đáo rồi thân thiện niềm nở, thì họ cảm thấy là rất là hài lòng về cái dịch vụ của mình. Và cái cuối cùng là cũng là vấn đề thực sự là quan trọng nhất, tại vì cho dù là mình có kinh doanh online hay là offline, thì cái chất lượng của sản phẩm sẽ là một cái yếu tố đặc biệt quan trọng để khách hàng họ sẽ quyết định là họ sẽ có sử dụng cái sản phẩm hay dịch vụ của mình hay không. Thì cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ tập trung nhiều về online, cho nên em sẽ đi đi khá nhiều những cái tính năng trên nền tảng của sale liên quan đến cái hoạt động về online nha các chị ha. Thì khi mà online thì các chị thấy là khi mua cái việc mua hàng á, ở đây các anh chị sử dụng cái nền tảng của sale, thì khi mà các anh chị chắc là anh chị đã cũng đã tiếp xúc với những cái bạn chuyên viên tư vấn của bên em rồi, khi họ giới thiệu về cái nền tảng của sale á, thì là chuyên viên tư vấn của bên em cũng là mong muốn các anh chị ở đây cố gắng xây dựng một cái trang website, tại vì các anh chị có thể bán hàng rất là tốt trên Facebook hoặc là trên những cái nền tảng xã hội, trên những cái kênh thương mại điện tử, nhưng khi mà mình bán trên những cái nền tảng đó thì đôi khi mình sẽ bị lệ thuộc, tại vì những cái nền tảng đó họ sẽ có một số những quy định nhất định, rồi mình sẽ bị lệ thuộc hoặc là mình làm mất phí. Ví dụ như các anh chị có bán trên sàn thì anh chị cũng phải tốn những cái, khi mà có một hoạt động giao dịch thì mình sẽ tốn cái phí sàn đúng không ạ? Cho nên là mình đang bán hàng tốt trên đó thì mình vẫn cứ triển khai, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng xây dựng một cái địa chỉ online riêng của mình, thì cụ thể đó là một cái trang web và một cái app của các chị ha. Thì thông thường khi nhắc đến web và app thì người ta sẽ đề cập tới cái vấn đề UX và UI, nói cách đơn giản là cái giao diện của các chị nhìn nó có đẹp hay không, có những hình ảnh, có những cái video. Anh chị thấy là bây giờ cái thị hiếu của khách hàng là họ mong muốn có những cái clip video ngắn đúng không, bắt mắt, rồi khách hàng họ sẽ đi vào đó, họ trên trang web xem những cái review của những người khách hàng đã từng mua hàng của các anh chị rồi, vào đó review như thế nào họ muốn họ xem. Và những cái là cái việc bố trí trên trang web, rồi khi mà họ đặt để họ mua hàng á, thì những cái thao tác đó có thể diễn ra dễ dàng hay không, họ đặt mua hoặc là nếu đối với trường hợp dịch vụ thì là họ đặt chỗ có dễ dàng hay không. Rồi khách hàng họ cũng sẽ quan tâm rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi. Thì các anh chị cũng biết là thông thường khi mà mình bán hàng online á, thì khách hàng sẽ không gặp gỡ trực tiếp với mình. Nhiều khi có thể khách hàng cũng có thể là chat với các anh chị đúng không ạ? Rồi anh chị cũng có thể tương tác với khách hàng thông qua những cái SMS, nhưng mà thực sự là để mà kết nối với khách hàng á, thì cái việc kết nối offline nó vẫn là đâu đó là mình dễ dàng thuyết phục khách hàng hơn. Cho nên là mình biết được là những những cái rào cản đó, thì anh chị sẽ cố gắng như thế nào đó. Bây giờ nếu trong trường hợp mình đã triển khai online rồi, thì mình sẽ cố gắng giúp cho khách hàng họ sẽ bị lôi cuốn vào những cái mà mình thiết kế trên website mình chẳng hạn, ví dụ như là nhiều khi sẽ có những cái mình gọi là thủ thuật đúng không? Ví dụ như bây giờ anh chị muốn khách hàng mua nhiều hơn, thì anh chị có thể tạo những cái chương trình combo trên cái trang website của mình, thì khi khách hàng họ nhìn thấy những combo như vậy, hoặc là khách hàng nhìn thấy những cái mã ưu đãi như vậy, thì họ sẽ cảm thấy bị thu hút và họ sẽ có thể đưa ra một quyết định mua hàng nhanh chóng. Hoặc là các chị thấy là thông thường là bây giờ triển khai rất là nhiều trên những cái sàn về cái flash sale, thì trên tính năng trên nền tảng WholeSale mình cũng có thể tạo được những cái flash sale như thế. Thì tại sao mình có thể là mình nhiều khi flash sale thì nó chỉ diễn ra trong một cái thời gian nhất định với một cái số lượng sản phẩm nhất định, thì anh chị có thể tạo ra một cái chương trình flash sale chạy trong vòng 1 giờ hoặc 2 giờ với một cái số lượng sản phẩm giới hạn, thì khách hàng họ sẽ bị thu hút vào những cái hoạt động đó và họ sẽ đưa ra những quyết định mua hàng, cũng như là nhiều khi mà mình muốn thu hút những cái người khách hàng mới hoàn toàn chưa biết gì đến với cái shop của mình, thì mình cũng có thể dùng cách đó để mình kéo traffic về cái trang web hay là cái app, anh chị. Thì thông qua cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì các anh chị sẽ thấy là em sẽ nhắc lại một lần nữa ha. Đầu tiên em sẽ đi ra tổng quan tất cả các tính năng hỗ trợ marketing cho nền tảng cho các anh chị ở đây. Thì sau cái bài tổng quan này thì những cái chuỗi bài kế tiếp những anh chị nào mà
vừa mới mở cái gian hàng của bên em á, thì anh chị chịu khó dành thời gian cũng không quá nhiều đúng không ạ? Nhưng nếu anh chị mà chỉ rảnh buổi tối không thì anh chị có thể tham dự cái buổi tối vào ngày thứ ba từ 7 giờ đến tầm khoảng 8 giờ hoặc 8 giờ rưỡi trong khoảng thời gian như thế. Còn nếu mà anh chị rảnh buổi trưa thì anh chị có thể tham dự vào buổi ngày thứ năm từ 2 giờ tới tầm 3 giờ hoặc là 3 rưỡi tùy theo cái buổi ngày hôm đó cái nội dung chương trình nó dài hay ngắn thì mình sẽ cố gắng dành những cái buổi đó để bên em sẽ chia sẻ với anh chị cụ thể là từng tính năng đó thì mình sẽ thực hiện thao tác như thế nào trên nền tảng Excel. Tiếp theo là các chị biết là trong cái buổi ngày hôm nay thì mình nói về cái chiến lược marketing, nhưng mà thông thường để mà mình đưa ra một cái quyết định là mình triển khai cái hoạt động marketing nào thì các anh chị thường hay đọc những cái báo cáo đúng không ạ? Chẳng hạn như anh chị triển khai rồi thì anh chị cũng sẽ đọc lại là cái hoạt động, cái chương trình vừa rồi mình tạo ra như vậy nó có hiệu quả hay không, hoặc là dựa vào những cái báo cáo đó thì anh chị cũng có thể đưa ra những cái ý tưởng bây giờ mình sẽ có một ý tưởng gì sắp tới để mà mình triển khai. Chẳng hạn như là bây giờ thông qua cái báo cáo anh chị sẽ biết được là cái sản phẩm nào bán chạy nhất, hoặc là những cái sản phẩm nào không bán được, những cái sản phẩm nào không bán được mà anh chị muốn bây giờ bán được cho khách thì có thể là anh chị phải làm một chương trình combo để gửi tặng kèm để khách hàng biết đến, ví dụ là như vậy, để là một trong những cái cách thức để mà mình xả hàng mình những cái hàng hóa bị tồn kho. Và cái phần cuối cùng thì em sẽ chia sẻ một số những cái dịch vụ cộng thêm từ Midaset. Thì các anh chị cũng biết là khi mà các anh chị sử dụng những cái nền tảng của sale, hoặc là anh chị có một cái trang web, hoặc là anh chị có một cái app không á, mà mình xây dựng cái app hoặc là mình xây dựng cái web xong sau đó mà mình không có một cái hoạt động gì cả thì khách hàng họ cũng thực sự họ cũng không biết đến cái địa chỉ trang web của mình, thì là bây giờ làm thế nào để mình lan tỏa hoặc là mình truyền thông cái địa chỉ trang web đó đến khách hàng thì sẽ có một số những cái hoạt động diễn ra kèm theo song song đó. Thì nếu mà trong trường hợp mà công ty của mình có một cái đội marketing thì các bạn marketing đó sẽ họ sẽ tiến hành họ triển khai để mà họ quảng bá cái trang web hoặc là cái app của mình. Còn nếu trong trường hợp anh chị không có bộ phận marketing mà anh chị muốn outsource nhờ những cái đại lý bên ngoài, cụ thể là bên Mediaset bên em, thì bên em cũng sẽ có một đội ngũ marketing để mà hỗ trợ cho các anh chị làm những cái công tác truyền thông đó, giới thiệu cho khách hàng biết về cái website, cái app, hoặc là chạy những cái chương trình quảng cáo trên Facebook hoặc Google các chị ha. Thì cái phần đầu tiên thì em sẽ đi qua về tổng quan các tính năng hỗ trợ marketing trên nền tảng của Sale nha các anh chị. Cái lưu ý đầu tiên á, thì lưu ý về cái việc cài đặt với các nguồn bên ngoài. Thì các anh chị cũng biết là khi mà anh chị tạo một cái trang web rồi đó các anh chị, thì hầu như là các anh chị ở đây cũng có thể là bán hàng trên Facebook, hoặc là chị mong muốn cái trang web của mình được tìm thấy trên Google. Các anh chị dùng hay nghe cái từ ví dụ là SEO đúng không ạ? Có nghĩa là khi khách hàng tìm kiếm trên Google thì khách hàng họ tìm thấy được cái trang web của anh chị. Thì trên nền tảng của sao bên em có một cái cổng để mà kết nối Facebook Pixel hay là và cũng như là Google Analytics, thì các anh chị có thể là đi vào cái phần mà cửa hàng trực tuyến ha. Phía dưới cửa hàng trực tuyến nó sẽ có một cái mục gọi là nâng cao này các anh chị. Bây giờ này hả chị ha, thì chị mở cái mục nâng cao này thì ở phía dưới này nó sẽ có hai cái mục để mà các anh chị gắn cái mã Google Analytics cũng như là Facebook Pixel vào đây ha. Thì tiếp theo là những cái tính năng hỗ trợ marketing trên nền tảng của Sale thì em sẽ giới thiệu tổng quát và về hình giờ cho các chị giống như là có một cái nhìn toàn diện về những cái tính năng trên nền tảng của Sale. Thì đầu tiên thì các chị thấy là anh chị có thể tạo ra những cái mã giảm giá cho khách hàng đúng không ạ? Các chị biết là thông thường cái tâm lý của khách hàng thì họ có những cái mong muốn, ví dụ như là giảm giá về sản phẩm hoặc cái đơn hàng nó được giảm giá, hoặc là đôi khi là mình được miễn cái free ship, thì trên nền tảng của Sale sẽ hỗ trợ cho các anh chị trong cái phần tạo ra những cái mã giảm giá. Tiếp theo là cái chương trình flash sale. Thì cái flash sale thì các anh chị lưu ý giúp em ha, flash sale thì em chỉ có thể cài đặt ở cái phần admin, nhưng mà sau khi cài đặt xong á mà các anh chị muốn khách hàng đi vào cái trang web của mình để mà họ nhìn thấy được cái flash sale đó thì các anh chị phải chịu khó đi vào trong cái phần cửa hàng trực tuyến để mà các anh chị chỉnh sửa, để anh chị đẩy cái element, hay còn gọi là cái phần element đó. Các anh chị thấy thông thường là một cái trang website của mình á nó sẽ có nhiều những cái thành phần đúng không ạ, thì anh chị cần đẩy cái thành phần flash sale này ra trên cái trang web, thì lúc đó khách hàng đi vào website họ mới thấy được cái flash sale.
của các anh chị. Tiếp theo là cái phần landing page các anh chị ha. Landing page đó là một cái trang web, một trang thì khi mà các anh chị mình đi seeding trên những cái nền tảng khác đó, thì đôi khi mình sử dụng cái địa chỉ trang web mình seeding cũng được, nhưng mà thường là đi seeding hoặc là khi mà anh chị chạy quảng cáo đó, mà chị muốn lấy thông tin khách hàng hoặc là anh chị đang muốn đẩy mạnh quảng cáo một cái sản phẩm nào đó, có nghĩa là anh chị đang muốn hướng điều hướng khách hàng tập trung vào một cái sản phẩm cụ thể, thì anh chị có thể sử dụng tạo cái tính năng landing page này để mà anh chị tạo ra những cái trang web một trang để mà mình chạy quảng cáo. Tiếp theo sẽ là cái phần liên mua hàng, thì liên mua hàng sẽ điều hướng khách hàng đi vào cái giỏ hàng của những cái chị ha. Các chị thấy là thông thường khi mà các anh chị khách hàng họ đi vào một cái trang website đúng không ạ, họ tìm kiếm sản phẩm thì khi họ quyết định mua thì họ click vào một cái sản phẩm đó thì cái sản phẩm nó sẽ được đưa vào giỏ hàng. Còn khi mà anh chị tạo cái link mua hàng này á, thì khi khách hàng click vào thì lúc đó sẽ điều hướng trực tiếp đi vào cái giỏ hàng luôn, có nghĩa là giống như là mình đang đẩy khách hàng đưa vào cái tình thế là khách hàng quyết định mua hàng rồi cái gì. Cái phần tiếp theo sẽ là cái phần email marketing, thì cũng hy vọng là mong muốn các anh chị cũng triển khai những cái chương trình này, tại vì nhiều khi có thể là anh chị nghĩ là trong giai đoạn hiện nay cũng ít người dùng mail, nhưng mà thực tế các chị thấy ha, tí nữa em sẽ minh chứng cho các chị thấy, tại vì có một cái tổng kết của Nielsen về cái chân dung khách hàng á, thì các anh chị sẽ thấy là hiện nay là cái việc mà mua hàng online thì những cái đối tượng khách hàng á, là nhân viên văn phòng thì họ sẽ là một cái đối tượng khách hàng họ sử dụng online rất là nhiều, họ mua hàng online rất là nhiều, thì hầu như là những cái người nhân viên văn phòng thì đa số đều là họ đều có một cái điện gọi là một cái Gmail các anh chị, một cái Gmail, tại vì thông qua cái Gmail đó sẽ có như họ sẽ làm rất là nhiều tác, ví dụ tạo Gmail rồi thì họ có thể là sử dụng Google Drive nè, rồi họ sử dụng để cái Gmail đó họ mở một cái tài khoản Facebook ví dụ như vậy, hoặc là họ sử dụng cái Gmail để làm một cái hộp thư cá nhân. Cho nên là cái việc gửi email marketing thì đâu đó nó vẫn là một cái kênh để mà mình thu hút khách hàng, hoặc là mình remarketing lại, mình nhắc nhở khách hàng lại nhớ về cái brand name của mình. Còn nếu trong trường hợp mà các anh chị nào mà có sử dụng cái gói ads của bên em á, thì nó sẽ có cái tính năng thông báo đẩy cái gì ha, mình tạo những cái thông báo đẩy gửi đến khách hàng. Ngoài ra thì sẽ có những cái có cái phần về tạo cái chương trình khách hàng thân thiết đó anh chị ha, khách hàng thân thiết rồi phân hạng khách hàng rồi tích đổi điểm những thành viên quy đổi điểm anh chị để giữ chân, tại vì một khi mà khách hàng họ biết là họ đang là thành viên của một cái shop nào đó thì thường họ có tâm lý là quay lại, tại quay lại là họ có mục đích là để nâng cái hệ thành viên lên để được giảm giá, hoặc là nhiều khi là họ muốn lấy cái điểm để họ được cashback lại để được hoàn tiền lại, cho nên là đây cũng là một để mà mình giữ chân để khách hàng. Và bên em sẽ có một cái tính năng nữa là tính năng cộng tác viên, thì đây là một trong những tính năng mà rất là nhiều những cái những người bán hàng họ nè, khi mà hợp tác với bên em thì họ sử dụng rất là nhiều, tại vì khi mà mình thông qua cái kênh cộng tác viên thì là sẽ có rất là nhiều người họ họ muốn làm nha, tại vì họ có thể là họ quen với mạng xã hội, họ có một cái tầm ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội, thì họ muốn có được những cái thu nhập thông qua commission, có nghĩa là họ sử dụng cái thời gian của họ thông qua cái việc mà mình họ có những cái người anh chị biết là khi mà những cái người mà họ có những cái tầm ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội thì họ có một thì ngoài cái việc mà họ chia có thể là họ chia sẻ kiến thức hoặc là họ làm một số những cái hoạt động hữu ích cho cộng đồng, nhưng mà đâu đó họ cũng có mong muốn có một cái nguồn thu nhập nhất định đúng không ạ? Thì cái việc mà họ đi đi bài hoặc là chia sẻ link, họ bán hàng, tại vì khi mà họ bán hàng mà theo hình thức cộng tác viên họ cũng không cần phải đầu tư vốn gì cả đúng đúng không ạ? Có nghĩa là họ chỉ chia sẻ cái link đó, và khi mà khách hàng click vào cái link mua hàng thì họ đã nhận được một cái khoản commission rồi, thì đây cũng là một trong những cái công cụ để mà một mặt đó là các anh chị có thể là đẩy mạnh cái việc bán hàng, và ngoài ra cũng là một cách để mà mình đẩy mạnh cái việc mà quảng bá cái brand name của công ty mình thông qua cái mạng lưới cộng tác viên. Thì trên nền tảng của sale sẽ hỗ trợ cho các anh chị trong cái việc là mình sẽ tạo ra những cái link rồi mình quản lý về cộng tác viên đó, rồi mình sẽ xem là cái cộng tác viên đó bán được bao nhiêu hàng, được cái commission mà bao nhiêu, thì cái việc khi mà sử dụng trên nền tảng của sale với tính năng cộng tác viên này á, thì cái việc quản lý cộng tác viên cũng như là cái việc mình chi trả hoa hồng thì nó sẽ rất là tiện lợi cho các anh chị.
Và tiếp theo sẽ là cái tính năng mà 3XSI, thì đây cũng là một cái tính năng mới ha. Thì trong cái version vừa rồi thì bên em đã giới thiệu cho các anh chị rồi. Thì ví dụ như thông thường các anh chị đang muốn những cái hoạt động chẳng hạn như là anh chị tạo combo hoặc là mua những cái sản phẩm đó rồi sẽ được tặng một cái món quà gì đó hoặc là tặng một cái sản phẩm đi kèm, thì anh chị cũng có thể sử dụng cái tính năng 3XSI này. Thì đây là em giới thiệu tổng quan các anh chị ha, tổng quan về 10 cái gọi là cái tính năng chính hỗ trợ cho các anh chị trong cái những hoạt động về marketing. Thì hy vọng là thông qua cái phần chia sẻ tổng quan này thì các anh chị sẽ xem xét lại là hiện tại là những cái tính năng nào anh chị đã sử dụng rồi, còn những cái tính năng nào anh chị chưa sử dụng thì anh chị có thể là tìm hiểu ha, để mình xem là bây giờ nếu sử dụng như vậy thì nó có hiệu quả hay không, hoặc là cũng có cái tính năng như thế nhưng mà cái việc triển khai thì mình sẽ triển khai như thế nào. Thì anh chị có thể cân nhắc, anh chị đi vào anh chị có thể là mình xem rồi mình thực hành những cái tính năng này cho các anh chị. Và những cái buổi sau thì từng những cái buổi sau thì bên em sẽ đi vào cụ thể, ví dụ như là bây giờ nói về email marketing đi, thì có thể là bên em sẽ chia sẻ một số những cái chủ đề là làm thế nào để mình viết một cái email mà để mà thu hút khách hàng. Tại vì và có thể là anh chị sợ là nhiều khi mình gửi mail thì cái tâm lý khách hàng họ thấy là cái mail rác đó, họ đi vào họ coi, thì bây giờ sẽ có một cái cách nào đó để mình viết mail để mà mục đích là khách hàng họ sẽ khi mà họ nhìn thấy một cái tiêu đề như thế thì họ sẽ quyết định là họ mở cái mail của mình ra chứ họ không có delete đi. Thì những cái buổi cụ thể như thế thì sẽ diễn ra trong những cái buổi sau nha các anh chị. Và một cái ví dụ cho các chị thấy là thực ra cái việc thu hút khách hàng ngoài những cái và tính năng về marketing đó, mà em vừa trình bày cho các anh chị thì nó sẽ có một số cách về nó dựa vào cái việc cài đặt sản phẩm đó các anh chị. Ví dụ như là trên nền tảng Wholesale các anh chị thấy khi mà chị mở ra anh chị tạo ra một sản phẩm thì nó có một cái là giá niêm yết, có nghĩa là giá niêm yết là như thế nhưng mà cái giá bán thì khác, có nghĩa là tâm lý khách hàng họ thấy là tự nhiên cái giá niêm yết về hiện tại đang là 500 nghìn đi nhưng cái giá bán là có 4.8, cái tự nhiên có họ cảm cái giác là bây giờ họ có một cái lợi là được 20 nghìn, thì đó cũng là một cách để mà đánh vào tâm lý khách hàng, thu hút khách hàng để mà họ họ thấy là cái giá hời quá cho nên họ quyết định là họ mua hàng. Thì ngoài ra thì ở phía dưới này nó có những cái ví dụ như chị có thể cài đặt giá sỉ, thì khi mà thêm giá sỉ thì còn mình cũng có thể tâm lý mình nghĩ là tôi bán giá sỉ này mục đích là tôi mở rộng cái hệ thống đại lý, nhưng mà mình bán giá sỉ trong một số cái trường hợp thì khi cái đối tượng khách hàng của mình nó cũng không hẳn là đại lý của anh chị, mà họ sẽ là một cái người tiêu dùng cuối cùng, nhưng mà vì họ thấy là ủa sao tự nhiên bây giờ nếu mà mình mua cái số lượng nhiều như thế thì mình sẽ được cái món một cái phần chênh lệch rất là nhiều. Thì một số những cái sản phẩm các anh chị thấy là ví dụ như bây giờ kem đánh răng nè hoặc là xà bông ví dụ như vậy, dầu gội đầu, thì đó là những cái sản phẩm gia dụng mình sử dụng thường xuyên, thì nhiều khi mà họ thay vì họ mua một chai họ sẵn sàng họ mua cả 5 chai hoặc là thậm chí là 10 chai để mà họ sử dụng dần, thì em nghĩ là đằng nào cũng mua thì thôi tôi mua một cái số lượng khá nhiều như thế đi, tại vì mình thấy cái phần giảm giá nhiều khi nó giảm 20% hoặc là 30% thì họ thấy là một cái phần giảm giá rất là nhiều mà đằng nào cũng sử dụng cho nên là thôi họ sẽ đi vào họ mua. Thì đó cũng sẽ là một cách để các anh chị thấy là mình có thể bán được hàng hóa cũng như là mình thu hút được khách hàng, lý do là mình có cài đặt một cái giá sỉ trên cái sản phẩm của mình, thì khi họ vào cái trang web họ thấy cái sản phẩm này nếu mà mua lẻ một sản phẩm là như thế nhưng mà nếu mua 5 sản phẩm trở lên hoặc là 10 sản phẩm trở lên cái giá ưu đãi quá cho nên họ quyết định là họ mua hàng của mình. Thì đây cũng là một cách để các anh chị dựa vào là nếu mà trong trường hợp mà mình giống như một cái bài toán mình play with the price anh chị ha, anh chị là có nghĩa là mình đang sử dụng về cái kỹ thuật về cái phần giá, nó là mình sẽ làm như thế nào đó để cho khách hàng bao giờ họ cũng cảm thấy là họ mua được cái giá hời. Nhưng mà dĩ nhiên khi anh chị cài đặt đó thì anh chị cũng sẽ có những cái phần về cân đong đo đếm như thế nào để mà cho dù bán ở mức giá nào với cái số lượng nào thì mình cũng có một cái khoản lợi nhuận nhất định, đúng không ạ? Thì anh chị lưu ý đây ha, thì trong nền tảng Wholesale nó sẽ có cái phần là giá niêm yết rồi giá bán và cái phần phía dưới là cái phần giá sỉ để mình cài đặt. Tiếp theo thì sẽ là giới thiệu các anh chị về cái việc đọc qua các báo cáo, có nghĩa là trên nền tảng Wholesale bên em sẽ có cái phần báo cáo các anh chị ha. Thì cái phần báo cáo ở đây mình sẽ đi theo hai hướng, một cái là những cái báo cáo bên ngoài và một cái báo cáo nội tại của nền tảng Wholesale. Thì lúc nãy em có chia sẻ với các anh chị về cái phần cài đặt đó, đúng không ạ? Thì các anh chị thấy là ở cái phần cài đặt nâng cao á, thì anh chị có thể cài đặt Facebook Pixel ở đó.
đúng không ạ? À? Ngoài ra anh chị cũng có cài đặt Google Analytics, thì khi mà anh chị có cài đặt có gắn những cái mã này á, thì anh chị có thể xem những cái báo cáo ở trên chính những cái nền tảng của Facebook hoặc Google, anh chị có xem. Còn trên nền tảng WhoSeal của bên em thì cũng có báo cáo nha các chị, cũng có báo cáo là đầu tiên là cái phần báo cáo về phân tích đơn hàng đặt chỗ. Ngoài ra sẽ có một cái báo cáo về tổng quan khách hàng các chị ha. Anh chị thấy là những cái khách hàng nào họ có để lại, có nghĩa là những người khách hàng họ có ghé thăm đến cái siêu thị của mình, có thể là online, offline, nhưng mà cái người nhân viên đó có thể lưu lại những thông tin khách hàng, thì lúc đó mình có thể xem những cái báo cáo này trong nội tại của nền tảng GoSell. Thì đây là cái phần báo cáo của anh chị lưu ý ha, của những báo cáo bên ngoài nếu anh chị có cài đặt, cũng như là những cái báo cáo bên trong nội tại của nền tảng GoSell. Tiếp tục tới cái phần thứ ba thì em xin phép giới thiệu về một số những cái dịch vụ cộng thêm từ Midasep. Tại vì khi mà sử dụng cái nền tảng WhoSeal của bên em á, anh chị có thể biết là một số tính năng là như vậy, anh chị cũng biết về thiết kế website, anh chị cũng biết tạo sản phẩm rồi, anh chị cũng biết tạo mã giảm giá, vân vân. Nhưng mà bên em cũng sẽ có một số những hoạt động cộng thêm nha các anh chị. Tại vì nhiều khi mà mình tạo một cái website đó rồi mà mình không làm một cái hoạt động gì khác á, thì cũng chẳng ai biết đến cái website của mình cả, cho nên anh chị cũng phải chịu khó anh chị ha. Thì em chia sẻ ở đây theo cái hướng như thế này, anh chị sẽ thấy là các dịch vụ SEO á, thì là thường anh chị sẽ nghe rất là nhiều, tại vì anh chị thấy là cái việc sử dụng Google á, thì rất là thông dụng, và khách hàng họ nhiều khi là họ không biết cái gì hoặc là đang muốn tìm kiếm một cái gì, thông thường họ sẽ đi vào Google họ tìm kiếm. Thì SEO ở đây thì mình có thể chia làm hai hai mảng, một cái là SEO on page và một cái là SEO off page. Thông thường á thì có thể là anh chị làm on page trước hay off page trước cũng được, nhưng mà nếu mà được thì mình nên làm on page, sau đó mình sẽ bắt đầu mình triển khai về off page ha. Tại vì nếu trong trường hợp mình xác định ngay từ đầu á mình muốn đi theo một cái hướng lâu bền thì nên theo cái hướng đó. Thì các anh chị sẽ thấy ở đây, ví dụ như on page á, nếu mà anh chị khi mà anh chị tạo sản phẩm hay là tạo blog hoặc là chèn hình ảnh trên nền tảng WhoSeal, thì anh chị thấy là cái mục phía dưới á, thì bên em có những cái phần về anh chị phải khai báo, ví dụ khai báo từ khóa đúng không ạ? À? Thì những cái mục đó là mục đích là để làm cái SEO on page đó anh chị, nhưng mà nó cũng không hẳn chỉ dừng ở đó đâu, nó sẽ còn những cái yếu tố khác, ví dụ như cái thẻ hoặc là những cái mã canonical hoặc là robot test, có nghĩa là mỗi sẻ và phía bên trong của phần code của website á, thì nó sẽ có những cái phần khác mà chỉ những cái người chuyên viên về SEO thì họ mới biết đi vào đó để họ xử lý cái phần on base đó. Thì đi song song với cái phần on base, nó sẽ có những cái phần off base mà các chị thường nghe cái từ mà quen thuộc là hay là đi backlink đúng không anh chị, hoặc là mình đi sit-in, hoặc là mình mong muốn rằng những cái URL đường dẫn về trang web của các anh chị, hoặc là những cái đường dẫn về sản phẩm ví dụ là như vậy, thì sẽ có được ở những cái nền tảng khác. Thì để làm được điều đó thì sẽ có những cái kế hoạch đi bài để làm quảng cáo, rồi để làm backlink, cũng như là tham dự vào những cái diễn đàn, những cái forum. Thì nếu mà trong trường hợp anh chị sử dụng của bên em á, thì những cái bạn nhân viên đó sẽ đảm bảo rằng những cái bài và cái việc viết một cái bài có nội dung rồi á, thì họ phải đi tìm những cái nơi mà gọi là để họ những cái trang có uy tín đúng không ạ? Thì lúc tại vì khi mà mình đi bài ở những cái trang có uy tín, thì lúc đó là mình mới thu hút được những cái người khách hàng có chất lượng để họ đi vào đó, họ xem đúng không ạ? Họ xem rồi họ thấy, rồi họ đi click vào những cái link đó rồi được điều hướng trên cái website của mình. Cho nên là nhìn chung thì sẽ có những cái SEO on page và off page, thì bên em cũng có hỗ trợ. Nếu trong trường hợp các anh chị quan tâm thì anh chị có thể liên hệ với bên em. Song song đó là những cái dịch vụ chạy quảng cáo, thì bên em cũng có chạy quảng cáo ở Google, Facebook cũng như là TikTok ha. Riêng là Facebook thì bên em có thể cho thuê cái tài khoản business management, còn ở Google hay là TikTok thì mình có thể chạy quảng cáo trên chính cái tài khoản của các anh chị. Nhưng mà các anh chị lưu ý là thông thường để mà sử dụng cái gói chạy quảng cáo bên em, thì lúc đó là anh chị nên là đi ra, có nghĩa là bên em sẽ yêu cầu anh chị sử dụng luôn cả cái gói vận hành đó. Anh chị thấy là những anh chị nào mà đã sử dụng quen cái gói vận hành của bên em rồi thì cũng biết là sẽ có một bạn gì là CS đúng không ạ? À?
của bạn customer service hỗ trợ các anh chị một số những hoạt động, ví dụ như là quản lý các fanpage hoặc là đăng bài tạo sản phẩm cho các anh chị, viết blog cho các anh chị, thì đó là những cái hoạt động về hỗ trợ vận hành của những cái bạn dịch vụ khách hàng. Thì nói đây thì sẽ có cái phần so sánh giữa SEO cho vài việc chạy quảng cáo. Thì các anh chị thấy là thông thường là SEO thì sẽ cần cái thời gian nhiều hơn, đúng không? Tại vì thông thường để làm SEO thì chắc chắn nó sẽ cái phần chi phí nó sẽ cao hơn, và cái thời gian nó sẽ cần phải dài hơn, ít nhất là từ khoảng tầm 6 tháng đó các anh chị. Nhưng mà được một cái là các anh chị sẽ có một cái tra lượng traffic tự nhiên và cái mang tính bền vững, có nghĩa là sau này khách hàng họ đi là vừa là đi vào Google họ tìm kiếm thông tin, họ sợ thì sẽ ra cái địa chỉ trang web của các anh chị. Nhưng sang một trong một số những cái trường hợp đó, thì thông thường các anh chị muốn là đang triển khai một cái chương trình promotion gì đó, hoặc là chị đang muốn có cái kết quả ngay, thì chị có thể chạy quảng cáo anh chị ha. Đó thì có thể chạy quảng cáo trên Facebook hoặc Google, ví dụ là như vậy. Tại vì nếu mà khi chạy quảng cáo như vậy thì cái phần traffic nó sẽ được hỗ trợ từ các nền tảng, và nó sẽ mang tính tức thời, cho nên là tùy theo là cái mục đích của các chị đang làm, mong muốn điều gì, đúng không ạ? Tùy theo cái nhu cầu của các anh chị mà các chị sẽ quyết định xem là anh chị sẽ hợp tác với bên em và những cái bạn marketing đó sẽ triển khai là mình làm SEO hay là chạy ads. Tiếp theo là một số những cái dịch vụ tiêu biểu khác nha các anh chị ha. Ví dụ như bên em cũng có thiết kế là chụp hình nè, viết content, tạo landing page cho các anh chị. Landing page đây á, các anh chị là ngoài những cái mẫu template trên nền tảng WooSale các anh chị, mà anh chị muốn tạo những cái template riêng thì bên em cũng có những cái bản viết code cho anh chị ha, để design thiết kế những cái landing page theo yêu cầu của anh chị, cũng như là tạo làm logo, ứng quảng cáo, những cái gọi là những cái thông thường anh chị thấy là anh chị ví dụ như mình bán hàng offline đi, anh chị muốn là những cái brochure hoặc là những cái catalog, những cái clip gì đó, thì những cái ứng phẩm quảng cáo đó thì bên em cũng có làm, cũng như là mình chụp hình ảnh bên em cũng có. Ngoài ra thì những anh chị nào có nhu cầu tạo những cái tài khoản Shopee, Lazada gì đó thì bên em cũng có hỗ trợ. Còn vận hành WooSale thì cái này từ trước tới giờ là bên em cũng có làm rất là nhiều rồi, ví dụ như đăng sản phẩm hoặc tạo những chương trình khuyến mãi. Tại vì em cũng biết là đối tượng khách hàng của bên em một số các anh chị á, thì có thể là ở cái quy mô vừa phải thôi, có nghĩa là anh chị vừa làm chủ nhưng chị cũng có rất là bận rộn làm những hoạt động khác, và anh chị cũng chưa có nhu cầu để mà thuê nhân viên quản lý cái tài khoản admin của WooSale á, thì lúc đó chị có thể sử dụng cái gói vận hành này. Ngoài ra thì ví dụ như là bên phiên dịch, là biên dịch cũng có, hoặc là tạo những cái chương trình gửi email marketing, rồi bên em cũng có bán tên miền á chị ha, bên tên miền ở Việt Nam, tên miền quốc tế, rồi những cái trang thiết bị ví dụ như máy POS hoặc là cái máy in tem, hoặc là những cái anh chị có những cái nhu cầu sản xuất những cái TVC á, những cái đoạn quảng cáo đúng không ạ? Thì anh chị cũng có thể liên hệ với bên em, thì các bạn marketing sẽ có cái buổi gặp gỡ trao đổi các anh chị xem cái nhu cầu của anh chị như thế nào, anh chị có những cái yêu cầu cụ thể gì, thì lúc đó bên em sẽ báo giá. Chứ cái phần này thì bên em sẽ không có một cái bảng giá đưa ra các anh chị, mà tùy theo cái việc thảo luận cái nhu cầu của hai bên đó các anh chị, mà bên em sẽ thiết kế một cái bảng giá riêng cho từng khách hàng. Rồi lúc nãy á, các anh chị ở cái phần đầu của em có nói với các anh chị về cái chân dung khách hàng, đúng không ạ? Thì cái phần này là một cái report báo cáo và năm cũng gần đây thôi, năm nay là bây giờ 2024 đúng không? Thì đây là cái báo cáo của năm vừa rồi để họ xem lại, các anh chị thể nhìn thấy. Tại các anh chị thấy là hôm nay là mình nói về cái việc online, mình triển khai marketing online, mình làm rất là nhiều thứ. Thì cái mục đích anh chị có ví dụ như các anh chị là thiết kế một cái landing page đúng không ạ? Anh chị chọn những cái hình ảnh như thế nào, màu sắc ra làm sao, hoặc là anh chị bây giờ anh chị làm cái flash sale, hoặc là anh chị tạo một cái chương trình ưu đãi. Nói chung là mình làm rất là nhiều cái đúng không ạ? Hoặc là nhiều khi mình viết content, mình viết email, thì bây giờ khi mà mình làm những hoạt động đó thì mình phải biết là ví dụ như bây giờ mình viết email mình thì sẽ viết cho ai, ai sẽ là người đọc cái email đó. Thì thông qua một cái gọi là một cái nghiên cứu thị trường, anh chị sẽ thấy là ở phần online ha, ở cái phần này mình sẽ tập trung online thôi, người ta sẽ đưa ra một kết luận như thế này nè các anh chị: người mua hàng đa số là người trẻ, thứ nhất là nói là người trẻ ha, có trình độ và là nhân viên văn phòng. Các anh chị thấy đây đúng không ạ? Giới tính nếu mà họ so sánh giữa nam và nữ á, thì con số thống kê ra là nam là 42%, nữ là 58%. Các anh chị thấy ra đúng không ạ?
mình có thể dao động ở mức là mình nhớ là 64 đi đúng không ạ? À? Nữ sẽ nhỉnh hơn rất là nhiều. Còn độ tuổi ở đây thì anh chị sẽ thấy là bây giờ mình tính là trung bình ra ha, thì đâu đó là nếu mà mình trong cái khoảng đây nha, từ 25 cho tới 40 đi, thì anh chị thấy là nếu mà từ 25 và cho tới 40 á, thì nếu mà cộng lại á, thì anh chị thấy là cái số tuổi trung bình ở đây là nó ở đâu đâu đó là đưa ra con số là 31 tuổi đúng không ạ? À? Tình trạng hôn nhân là độc thân và kết hôn thì là kết hôn chiếm tới 70% nha anh chị. Thì cái này nếu mà để ý anh chị thấy là thường á, nếu mà phụ nữ mà đi mua sắm thì có thể là họ mua sắm cho cả gia đình, nhiều khi họ mua sắm cho con nè, đúng không ạ? Họ mua sắm cho ông xã luôn. Cho nên là những cái đối tượng mà khi mà đã kết hôn rồi mà họ mua thì cái việc mua hàng của họ sẽ rất là nhiều, và cái số lượng thành viên trong gia đình thì đâu đó ở mức độ khoảng tầm 4 người, 4.2 thì mình có tính là 4 người đi đúng không ạ? À? Còn trình độ giáo dục là từ đại học trở lên là chiếm tới 83% nha các anh chị, và nghề nghiệp ở đây nhân viên văn phòng chiếm là 76%, và cái thu nhập của họ là ở mức là trên 15 triệu. Thì khi mà em nhìn qua một cái phần tổng quát như thế này á, thì em thấy là mình rút gọn lại mình có thể nhớ cái tức là cô đọng lại đúng không ạ? À? Anh chị thấy là đối tượng khách hàng là ai ạ? À? Sẽ là một nữ nhân viên văn phòng từ 25 cho 40 tuổi. Như vậy là đâu đó mình nếu mà trong trường hợp mà các anh chị đang định làm một cái chương trình marketing online thì đây cũng sẽ là một cái đối tượng để mà anh chị có thể suy nghĩ mà các anh chị hướng đến, là anh chị nghĩ là à bây giờ tôi đã sẽ đang triển khai một cái chương trình để mà thu hút cái đối tượng khách hàng như thế này nè, thì đó họ là ai, giới tính họ là nữ, họ là những cái người nhân viên văn phòng và độ tuổi từ 25 đến 40 tuổi, thì sẽ đây cũng là một cái gọi là một cái dữ liệu báo cáo để mục đích là chia sẻ với các anh chị, để nếu mà các anh chị cảm thấy là cái sản phẩm của mình, cái dịch vụ của mình đang cung cấp cho khách hàng mà cái gọi là cái khách hàng mục tiêu á, của anh chị đang hướng đến cái đối tượng này á, thì anh chị thấy là cái khả năng, cái xác suất là để đến là sau đó là các anh chị thấy là một cái dữ liệu báo cáo ở đây là tới khoảng 60% đúng không ạ? À? Anh chị thấy là giới tính nam nữ chiếm tới 60% sẽ là những cái người mà họ sẵn sàng mà họ mua hàng của mình. Rồi thì nãy giờ là em vừa đi qua cái phần tổng quát, thì bây giờ mình sẽ một lần nữa mình sẽ đi vào cái hệ thống trên nền tảng WooSale nha các chị ha. Thì em sẽ giới thiệu qua những cái chỗ để mà các anh chị nào mà mới á, anh chị nào mà mới, tại vì một số các chị ở đây em cũng biết là anh chị vừa mới hoàn thành cái phần onboard thôi, có nghĩa là phòng dịch vụ khách hàng của bên em á là vừa mới là hoàn thành xong cái trang website của anh chị, rồi bàn giao cái trang website cũng như tạo cái sản phẩm cho các anh chị. Thì em thử hỏi đây nha, nếu mà trong trường hợp anh chị đang rơi vào là trường hợp là anh chị vừa được phòng dịch vụ khách hàng của bên em bàn giao về cái trang web, như anh chị nào là mới anh chị vui lòng đánh số 1 vào chatbox cho em được không? Để em thử xem là những cái anh chị tham dự cái buổi ngày hôm nay thì mình là khách hàng mới hay khách hàng cũ à? Có anh chị nào mà đâu đó là vừa mới tham gia được khoảng tầm 1-2 tháng không à? Dạ rồi em cảm ơn à. Dạ có em thấy nickname là Chiến Hà nè, Trinh Trần, dạ. Rồi còn có ai nữa không à? Có anh chị nào mới tham gia khoảng tầm 1-2 tháng không? Có nghĩa là bên em cũng vừa mới bàn giao thôi. Tại vì thông thường trong khoảng tầm 1-2 tháng thì đôi khi là trong giai đoạn đó các anh chị cũng mới bắt đầu làm quen đúng không ạ? À? Cảm ơn anh Dũng quá. Với một mớ một ngày thôi. Thì hy vọng những anh chị vừa vừa mới và tham dự vào ha, thì cái buổi hôm nay nó lại trùng khớp với cái vấn đề là tổng quát đúng không ạ? À? Thì hy vọng là các anh chị sẽ có một cái nhìn tổng thể cũng như là một số những cái điểm lưu ý nhất định để mà các anh chị sử dụng cái nền tảng này nó sẽ tốt hơn. Thì bây giờ nãy giờ thì em đi qua cái phần tổng quan rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào nền tảng một chút xíu anh chị ha. Em sẽ chỉ cho các anh chị là những cái tính năng đó đó nó nằm ở chỗ nào để mà các anh chị có thể dễ hình dung. Đầu tiên lúc nãy em có nhắc tới cái vấn đề về sản phẩm đúng không ạ? À? Khi mà nói về sản phẩm anh chị đi vào cái phần admin á, anh chị thấy cái chỗ này nè, sản phẩm thì nó có cái chỗ là tất cả các sản phẩm đúng không ạ? À? Rồi anh chị muốn kiểm kê kho thì anh chị đi vào kho sản phẩm. Rồi nếu trong trường hợp anh chị làm mà sử dụng cái gói đa chi nhánh của bên em á, thì nó sẽ có một chuyển hàng. Chuyển hàng là gì ạ? À? Chuyển hàng có nghĩa là chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác đúng không ạ? À? Phía dưới nó sẽ có cái mục đánh giá sản phẩm là cái phần review á. Lúc nãy em có nói với anh chị là
đây cũng là một cái, nhưng mà cái hay ở chỗ á, là tại vì khi mà anh chị đã vào cái phần đánh giá sản phẩm rồi á, thì anh chị đang là cái người admin, đang là quản lý cái trang web của mình đúng không ạ? Thì anh chị hoàn toàn có thể tự điều chỉnh, ví dụ như là bây giờ có những cái sản phẩm, có những cái review mà họ đánh giá không đúng, hoặc là đối thủ họ cố tình họ vô họ họ làm khó làm dễ, ví dụ như vậy anh chị thấy là cái phần nhận xét này nó hoàn toàn không có mang tính xây dựng mà chỉ là mang tính công kích hoặc là mang tính phá hoại, thì mình có thể block cái review đánh giá đó lại, anh chị hoàn toàn chủ động được ha. Anh chị lưu ý của cái điểm này giúp em để anh chị có thể quản lý được cái phần đánh giá như thế. Còn những anh chị nào mà bán hàng mà có hàng sử dụng đó anh chị, thì lúc đó anh chị có thể là quan tâm tới cái phần cái tính năng phía dưới á, là lô hàng ha. Còn nếu mà anh chị nào mà quan tâm cả cả cái phần mà quản lý từ cái kho hàng á, ví dụ như vị trí cái sản phẩm nó đặt để ở chỗ nào, thì anh chị đi vào cái phần vị trí ha. Thì cái tính năng lô hàng với lại vị trí thì hai tính năng này độc lập với nhau. Anh chị có thể sử dụng riêng lẻ cũng được, và anh chị có thể kết hợp lại với nhau cũng được. Ví dụ như hiện tại bên em có những cái đối tượng khách hàng họ đang bán thuốc á, thì do là bán thuốc thì họ muốn là vừa quản lý cả về cái vấn đề về hàng sử dụng cũng như là cái vị trí để thuốc ở đâu, cho nên là những anh chị đó thì sẽ kết hợp cả hai cái tính năng lại với nhau. Rồi trong cái phần sản phẩm thì em sẽ nhắc lại lúc nãy em có nói là giống như là mình play with the price đúng không ạ? À? Thì anh chị cũng có thể chịu khó ha, mình tạo sản phẩm thì mình cũng chịu khó mình nhập những cái phần chi tiết, ví dụ như giá niêm yết là bao nhiêu, giá bán là bao nhiêu, ví dụ rồi ngoài ra sao đơn vị, nếu anh chị đơn vị thì ở đây nó có những cái đơn vị bán rồi, có những cái đơn vị quy đổi. Về đơn vị quy đổi em nha, ví dụ nha, chẳng hạn ví dụ như anh chị có thể là bán một hộp sữa, nhưng mà nếu anh chị có thể bán một block sữa, trong cái block đó nó có 6 hộp sữa, thì anh chị là nếu anh chị muốn có những cái đơn vị quy đổi như thế thì anh chị có thể là vào cái phần một đơn vị quy đổi để anh chị cài đặt. Còn phía dưới nữa là sẽ có cái phần thêm giá sỉ nha các anh chị. Anh chị cảm thấy là những cái mặt hàng của mình á, mà cái tâm lý khách hàng họ thích họ mua nhiều để được giá tốt, anh chị sử dụng thêm cái tính năng thêm giá sỉ giúp em. Rồi cái đó là cái phần lưu ý về sản phẩm. Tiếp theo là cái phần cài đặt, thì cái phần cài đặt của bên em là tại vì bình thường á, anh chị có sử dụng một cái phần mềm hoặc là anh chị sử dụng cái gọi là một cái thiết bị điện tử nào á đúng không ạ, thì mình sẽ quan tâm tới cái phần cài đặt. Thì cái phần cài đặt của nền tảng WholeSale nó sẽ có hai phần, đó là cái phần cài đặt cơ bản và cái phần cài đặt nâng cao. Thì cái phần cài đặt cơ bản nó nằm phía dưới cùng, ở phía dưới đó, đây này các chị, cái bình hình bán ăn cưa nằm phía dưới đó. Thì trong cái phần cài đặt đó nó sẽ có những cái về mình cài đặt về giao hàng thanh toán đó, những cái rất là cơ bản đúng không ạ, hoặc là chị có thể là phân quyền cho nhân viên nè, rồi quản lý chi nhánh, các chị muốn cài đặt về VAT cũng được, hoặc là ngôn ngữ trên cửa hàng, thì chị đi vào cái phần cài đặt cơ bản này để chị cài đặt. Ngoài ra sẽ có một cái mục là cài đặt nâng cao, giống như lúc nãy em nói là anh chị kết nối với lại Facebook với lại Google đó anh chị. Thì bây giờ để kết nối như vậy thì anh chị phải vui lòng đi vào cái chỗ mà cửa hàng trực tuyến á, anh chị click vào đó, xong cái phần phía dưới á, nó sẽ cái mục cài đặt nâng cao. Thì ở dưới đây là một loạt một số những cái mình cài đặt ha, ví dụ như là mua hàng nhanh không cần phải đăng ký, ví dụ là như vậy, hoặc là những cái phần mà anh chị khai báo những cái mã Facebook Pixel hoặc là Google Analytics á, thì mình vào đây để mà mình nhập cái mã vào đó. Tiếp theo là lúc nãy em có giới thiệu về cái trường cái promotion đúng không, em giới thiệu về 10 cái đúng không ạ, em giới thiệu tổng quan về 10 cái về promotion. Thì để mà triển khai những cái promotion đó thì anh chị sẽ đi vào có hai người, sẽ có hai phần ha anh chị quan tâm. Cái mục đầu tiên á là anh chị đi vào cái chỗ ưu đãi, thì trong cái phần ưu đãi đó nó sẽ có cái tính năng giảm giá flash sale cũng như là mua x tặng y ha, thì nằm trong ưu đãi. Còn cái phần phía dưới là cái phần tiếp thị á, dưới cái ưu đãi nó sẽ có cái mục gọi là tiếp thị, thì tại đó thì anh chị sẽ có thể làm những cái landing page, là lên mua hàng, rồi làm chiến dịch email, tạo thông báo đẩy, rồi những cái chương trình khách hàng thân thiết, điểm thành viên, cộng tác viên, có nghĩa là một loạt những hoạt động tiếp thị là nằm ở dưới đây. Cho nên chị lưu ý hai chỗ giúp em, một chỗ là ưu đãi và một chỗ cái phần phía dưới là tiếp thị. Còn nói về report báo cáo và trong nội, có nghĩa là nội bộ của cái nền tảng WholeSale, có nghĩa là anh chị hiểu đây là khi một cái khách hàng họ đi vào đó, họ để lại, họ có khai báo thông tin, có nghĩa là họ mở một cái account, hoặc là do các chị nhập data khách hàng vào. Và nhập data khách hàng thì anh chị cũng biết là những anh chị nào mới, anh chị cũng lưu ý ha, mình có thể nhập từng khách hàng cũng được, còn anh chị có thể nhập mass, nhập hàng loạt á, bằng cách là anh chị nhập bằng phá sale,
là cũng được luôn cái gì ha. Thì khi mà chị có những cái data đó thì mình và có những cái giao dịch về hoạt động đơn hàng mua bán á, thì lúc đó chị đi vào xem theo report báo cáo ha. Thì cái report báo cáo đầu tiên á là cái phần anh chị có thể xem là về cái phần phân tích á, tại vì thường khi anh chị bán hàng thì chị sẽ quan tâm về đơn hàng, thì anh chị muốn biết là doanh số bao nhiêu rồi, rồi giá trị trung bình của một đơn hàng là bao nhiêu, đúng không ạ? Thì chị đi vào phân tích và chị đi vào cái phần đơn hàng để chị xem report. À, ngoài ra còn chị quan tâm tới cái khách hàng, đúng không? Lúc nãy em có nói là khách hàng mà họ có để lại data hoặc là do chị nhập á, thì chị đi vào cái phần khách hàng và phía dưới nó sẽ là cái mục tổng quan, đúng không ạ? Cái mục tổng quan để chị xem về cái report đó, xem nó như thế nào. Thì đây là tất cả những cái mà em chia sẻ với các anh chị trong cái buổi ngày hôm nay, tại vì cái buổi này nó mang tính tổng quát, có nghĩa là em sẽ giới thiệu tất cả những cái về thông tin chung nhất, cũng như là những cái tính năng, cũng như là những cái hoạt động, những cái dịch vụ cộng thêm á, của bên em chia sẻ với các anh chị. Thì em không biết là khi mà em chia sẻ đến đây á, thì anh chị có những cái câu hỏi nào không, hoặc là chị có thể bật mic tương tác với em, còn nếu không mà vì lý do gì đó anh chị ngại không bật mic thì hoặc là không tiện để bật mic á, thì anh chị có thể chat vào chatbox, thì lúc đó em sẽ đọc rồi và em có thể phản hồi cho các anh chị luôn. Đặc biệt là anh các chị mới á, không biết là anh chị có những cái khó khăn gì không ạ? À? Em đang kiểm tra OJAS mà vẫn chưa thấy có anh chị nào OJAS vào đây. Như thế này cũng không sao các anh chị ha, tại vì cái phần này giới thiệu tổng quan, cho nên là nếu trong trường hợp mà sau cái buổi này hôm nay của em mà các anh chị, nhiều khi các anh chị có một cái câu hỏi gì đó, đúng không ạ? Anh chị muốn đặt câu hỏi mà chị chưa đặt câu hỏi cho em ngày hôm nay, thì anh chị có thể là liên hệ với cho anh chị là anh Phúc với lại chỗ chị Nhung á, hai hai các anh chị đó là có liên hệ với các anh chị để mà thông báo những cái buổi mà workshop như thế này nè các anh chị, thì anh chị có thể là gửi câu hỏi đến cho các anh chị đó cũng được, thì bên em sẽ cố gắng phản hồi cho các anh chị càng sớm càng tốt ha. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì do các anh chị không có đặt một cái câu hỏi gì hết, thì em xin phép kết thúc cái buổi workshop ngày hôm nay nha các anh chị. Còn qua những cái buổi sau, tại vì cái buổi ngày hôm nay nó mang tính tổng quát, còn qua những cái buổi sau thì sẽ đi vào từng những cái tính năng cụ thể, thì ở những tính năng đó thì có thể là mình sẽ thao tác thực hành một tính năng thôi, có nghĩa là mình phải đưa ra cái ví dụ của tính năng đó sử dụng như thế nào các anh chị ha. Thì một lần nữa em xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham dự cái buổi workshop này hôm nay. Em cảm ơn các anh chị.